Hôm nay trời mưa rồi. Mình chán quá. Mưa này đi đi nào, mưa trở lại ngày khác đi nào. Chúc em ra ngoài cùng nhau chơi đùa. Mưa này đi đi nào. Chúng đang ở ngoài đó kìa. Mưa này đi đi nào, trong một ngày khác mưa hãy về. Chúc em ra ngoài cùng nhau chơi đùa. Mưa này đi đi nào. Con biết là con vẫn có thể ra ngoài chơi trong mưa mà. Thật chứ? Thật. Miễn là con mặc áo mưa và ủng, tất nhiên con có thể. Yeah! Yeah! Nhanh lên, đi thôi! Đi! Mưa ơi! Bạn ngủ không? Đi ra ngoài chung em chơi nè. Hãy trở lại vào một ngày khác, và để chúng mình nhảy văng tung tóe. Mưa ơi! Mưa mọi nơi, tạo âm thanh tung tóe khắp nơi. Mình nhảy lên rồi rơi xuống đất, ta yêu vùng nước trên đất này. Mưa này ổn không nào, đi ra ngoài chúng em chơi nè. Hãy trở lại ngày khác mưa à, để cho chúng mình nhảy tung té luôn. Yeah! Yeah! Mình yêu mưa, mình thích mưa. Heo nhỏ cùng nhau ca hát, một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ. Ba chú heo nhỏ cùng nhau ca hát, một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ. Xôi dư đến đây và gõ cửa rất to. Cốc 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không không, ta sẽ không không mở cửa ra đâu nghe. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cả nhà đó nghe. Hu hu hu. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa, một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa, một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Xôi dư đến đây và gõ cửa rất to. Cốc 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không không, ta sẽ không không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta nổi điên, ta thôi bay cái nhà đó nghe. Hu hu hu. Một chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé, anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ong. Một chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé, anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ong. Xôi dư đến đây và rõ cửa rất to. Cốc 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không không, ta sẽ không không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cái nhà đó nghe. Nhưng con sói không thể thổi bay cái nhà, và ba chú heo sống hạnh phúc trong ngôi nhà gạch của mình. Hãy gặp chú chuột và chú mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhanh nhanh nhanh, nên đi bắt bàn mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhanh nhanh nhanh, nên đi bắt bàn mèo.
trước là sofa. Nhanh 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 nên để bắt bạn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chu. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chu. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Ho 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 ho, chú chuột luôn luôn vội vàng như vậy. Thấy điều này chưa? Để tôi xem nào. Nếu bạn muốn bánh muffin ngon, hãy đến tìm Muffin Man. Muffin, mình thích bánh muffin.
mình cũng vậy. Nào, chúng ta hãy đi tìm người nướng bánh muffin. Yeah. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không? Ông sống ở đường Drury. Mình biết đây, ông muffin kia là muffin đây, ông muffin này. Mình biết đây, ông muffin kia, ông sống ở đường Drury. Bạn biết ông ấy đang ở đâu không? Xem thử ở đó. Nhanh lên. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không? Ông sống ở đường Drury. Mình biết đây, ông muffin kia, là muffin đây, ông muffin này. Mình biết đây, ông muffin kia, nhưng không biết ông ở đâu. Hỏi anh ấy. Cảm ơn. Nhanh lên, hướng này, đi thôi. Wow. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không? Ông sống ở đường Drury. Sao mình biết đây, ông muffin kia, là muffin đây, ông muffin này. Biết đây, ông mất vịnh kia, ông sống ở đường Drury. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể tìm ông ta ở đâu. Bạn đã tìm thử dưới gốc cây chưa? Nhìn kìa, ở đằng kia. Oh yeah. Nhanh lên. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không? Ông sống ở đường Drury. Sao mình biết đây, ông muffin kia, là muffin đây, ông muffin này. Mình biết đây, ông muffin kia, ông sống ở đường Drury. Chúng con đã tìm thấy ông. Có ai muốn một chiếc bánh muffin không? Dạ làm ơn. Mới nướng. Cảm ơn. Ngon lắm, muffin. Cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong gò ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước, tơ nghẹt mùi. Mình chẳng thể dừng được nữa, nào chỉ khăn tay đâu. Chẳng có một thứ chi. Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ vượt qua thôi. Achoo. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muộn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong vo ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mình thử mọi thứ, tơ nghẹt môi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian. Bạn bị sốt rồi, hãy uống thuốc. Achoo. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muộn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong vo ve trên xích đu trong môi tôi. Làm ơn.
hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Achoo. Này còn lái à ồ còn xe lái xe
lái xe. Để chiếc xe đắp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa, hãy lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe ngày luôn. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Nhỉ? Ngọn cây đâu rồi, ngọn cây đâu rồi? Mình ở đây, mình ở đây. Sáng hôm nay bác khỏe không? Rất cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây.
tôi chạy đây ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây, và ồ tất cả tàu chờ đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong ca biển tàu này ta đang cầm tay, cánh buồm trên đó là tấm lụa cột buồm làm bằng vàng tây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Bốn và 20 thì thu đòn họ đứng ở giữa sáng kia. Bốn và 20 chuột trắng tựa dây chuyền trên cô thật xinh. Thuyền trưởng ở đó là con vịt và chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạt quạt. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Sang đồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bò chạy một dăm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Farm mì bạn ơi, để sang đồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bò chạy một dăm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn, ngựa tung hướng bánh lên trời cao. Và mì bạn hơi, đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo
nhau hết đất 100 cái đấy bạn ngựa tung hứng bánh lên trời cao. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Để sang đồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cụ kéo tay cậu ta hăng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Phạm mì bạn hơi, để sang đồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cụ kéo tay cậu ta hăng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Bác sĩ, mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Hãy để tôi lấy ngay thân nhiệt, rồi máy đo kê nhiệt của tôi. Sẽ chẳng sao, khỏe lắm nha. Chờ qua lo hay vui lên nào. Chào bác sĩ một lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Có nóng không con thấy thế nào? Chẳng phải chích thuốc đâu con à. Chỉ cần con uống nước mát thôi, sẽ ôm thôi sẽ tốt hơn nhiều. Trở lại bác sĩ ơi. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất ư khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan và cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hai bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt. Bác sĩ. Mẹ ơi, Bingo đi khập khiễng, con nghĩ em ấy đang bị thương bàn chân của mình. Ôi trời, hãy cùng xem nào. Ồ, đó chỉ là một cái gai nhỏ. Ui da. Ôi không, tội nghiệp Bingo. Một vết thương ta te làm nó sưng, và chạm làm bầm tim vết thương. Trái xước trật tay hay gây xương, vết cắn vết chích hay phát ban, làm tổn thương bản thân mình thì nên nhớ đây. Dù cho vết thương này chỉ là một chút thôi mà, và từ mà ta sẽ vẫn luôn luôn cần là TLC. TLC là gì vậy mẹ? Nó là viết tắt của Tender Loving Care. Đó là cái gì? Chà, nó có thể là xoa dịu nụ hôn và cái ôm. Nếp bình rút đầu và ấm áp. Đúng rồi. Một cái ôm âu yếm và yêu thương. Đúng. Hoặc cuộn tròn trên tấm thảm. Làm tổn thương bản thân mình thì nên nhớ đây. Dù cho vết thương này chỉ một chút thôi, phải không mẹ? Đúng vậy. Và thứ mà ta sẽ luôn cần biết không? Là TLC. Điều quan trọng là phải nói với người lớn nếu con làm mình bị thương, bởi vì họ có thể quyết định những gì con cần để cảm thấy tốt hơn. Dạ. Mình có một vết thương. Mình có một vết thương nhỏ xíu. Vết thương của da nhức vô cùng. Vết thương đau ghê ở cái chân này.
vết thương đau ghê hét la này, băng em miếng băng giang vô này, còn nghe cái ôm một cái ôm siết thật chặt thôi nào. Em muốn băng quần đầu gối em, lại đây nào, chiếc đá dễ chịu làm ơn. Chúng ta có một đôi đậu đông băng nè. Làm tổn thương bản thân mình thì nên nhớ đây, dù cho vết thương này chỉ là một chút thôi mà. Và từ mà ta sẽ vẫn luôn nhớ là TLC. Là gì hả các con? Là TLC. Đúng rồi. Là TLC. Yeah, TLC. Tôi muốn một số TLC. Tôi cũng vậy. Thôi nào, tất cả chúng ta hãy có một ít TLC. Này Fami, tất cả chúng ta hãy làm lưu bị lưu đi. Mình cùng lưu bị đi nào, mình cùng lưu bị lưu đêm thứ bảy chúng ta chơi nào. Đặt bàn tay phải nơi đây, ta chơi bàn ghế ở đó. Hai tay chúng ta lắc 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 lắc, tiếp ta xoay vòng. Bây chúng ta chơi nào? Đặt bàn tay phải nơi đây, ta chơi bàn ghế ở đó. Hai tay chúng ta lắc 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 lắc, tiếp ta xoay vòng. Fami, nhìn em bé ngủ này, hãy hát cho em nghe một bài hát nhé. Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời, mẹ mua cho em chú chim nhài này, và con chim đó chẳng hót một lời, mẹ mua
chiếc xe đó ngã xuống nơi đây. Con vẫn sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào. Sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Chờ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chờ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chờ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Tôi muốn có một buổi tiệc sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em.
Ba này chúc mừng sinh nhật, mẹ này chúc mừng sinh nhật, anh này chúc mừng sinh nhật, ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Mẹ này nướng ít bánh, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Ba này hay mời khách, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh hay mở đèn lên, nhưng chẳng phải sinh nhật em. Bất ngờ đi chị ơi, nhưng chẳng phải sinh nhật em. Nướng bánh đi hơi mè, ba hay mời khách đi. Hay mở đèn đi anh, bất ngờ đầu hơi chị. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Ba này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật của em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật, mẹ này chúc mừng sinh nhật, anh này chúc mừng sinh nhật, ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Ôi không. Chào các bạn nhỏ. Bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Chồng bạn kìa, bạn thật là dễ thương phải không? Vâng. Ma lung
Tôi muốn có một buổi tiệc sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ba này chúc mừng sinh nhật, mẹ này chúc mừng sinh nhật, anh này chúc mừng sinh nhật, ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao sinh không? Nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Mẹ này nướng ít bánh, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Ba này hay mời khách, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh hay mơ đèn lên, nhưng chẳng phải sinh nhật em. Bất ngờ đi chị ơi, nhưng chẳng phải sinh nhật em. Nướng bánh đi hơi mè, ba hay mời khách đi. Hay mơ đèn đi anh, bất ngờ đâu hơi chị. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Ba này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng phải sinh nhật của em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật, mẹ này chúc mừng sinh nhật, anh này chúc mừng sinh nhật, ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Ôi không. Chúng ta hãy đi gặp Jack và Jill. Jack và Jill cùng đi lề đôi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngả lăng và nói đầu đau, và Jill cũng tiếp tục ngả lăng. Lúc đó anh Jack liền nói và Jill, hãy nắm tay anh và đứng dậy. Vui sệt vui đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Jack bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây, anh ngừng chạy. Và bạc của Jack bán đồ anh ấy với dăm ăn và giấy nâu. Và Jill nhìn thấy cô ấy từ to, khi thấy chiếc quần quay trên đầu. Jill bị mẹ la, đánh đập thật đau, bởi cười anh chắc đang khổ đau. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngả lăng và nói đầu đau, và Jill cũng tiếp tục ngả lăng. Trông chú mèo con nghịch ngợm kìa. Kitten, kitten vâng mama, ăn sáng đi thôi, wow mama.
đánh răng đi không mập mà mình hôm qua đi ha ha ha. Kitten kitten vâng mập mà đi học thôi không mập mà xe buýt đang chờ ô mập mà trễ học rồi ha ha ha. Kitten kitten vâng mập mà mở tập ra màu không mập mà đến đây ôn tập không mập mà thầy cô sẽ phạt con ha ha ha. Này các em, hãy cùng đón những lời chào nào. Đó là ai? Tớ tên là Hello. Hello tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hello tớ xin chào. Hello ta xin chào, hello ta xin chào, hello ta xin chào. Đó là ai? Tên là Mr. Hyde. Hai ta xin chào, vui được gặp bạn. Hai ta xin chào, hai ta xin chào, hai ta xin chào, hai ta xin chào. Chào, vui được gặp bạn. Cảm ơn ta xin chào, cảm ơn ta xin chào, cảm ơn ta xin chào, cảm ơn ta xin chào. Đó là ai? Tớ tên là Vui Lòng. Please tớ xin chào, rất vui được chuyện trò. Please please ơi. Vui lòng, please please ơi, please đó là vui lòng. Đó là ai? Tớ tên là Goodbye. Goodbye tớ xin chào, rất vui được gặp bạn. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác.